Rồi, xin chào, mình đã trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách fix lỗi cái dòng laptop Dell nè, Latitude E5570 nè. Thì cái tình trạng nó là khi bật máy là nó sẽ báo cái dòng lệnh này nè, Snow Boost Device Fault. Thì cái tình trạng này thì có khả năng là một là do cái phần CMOS trong BIOS nó thiết lập sai, hai là có khả năng là cái ổ cứng nó không nhận nha các bạn. Thì các bạn sẽ làm từ cái những cái đơn giản nhất cho đến những cái phức tạp và khó nhất đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào BIOS để chúng ta sẽ thiết lập nha. Thì để vào BIOS, khi mà gặp tình trạng này thì các bạn sẽ nhấn phím nè, A là Control nè, nhấn 3 phím cùng lúc nha. Đó, các bạn sẽ nhấn tổ hợp phím Alt Ctrl Delete nè. Sau đó nó sẽ khởi động lại nè. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần F2 nè. Đó, các bạn sẽ nhấn F2 để chúng ta sẽ vào cái phần BIOS. Rồi, sau khi vào cái phần BIOS rồi, các bạn sẽ di chuyển vào cái mục Boot Sequence cho mình nha các bạn. Đó, nếu mà cái máy của các bạn mà Win 10 á, mà khi mà các bạn bật lên mà nó báo tình trạng đó thì các bạn sẽ chuyển sang cái chế độ nè. Nhiều khi Windows nó cập nhật hoặc là phần BIOS nó cập nhật lên, nó sẽ hay xảy ra cái tình trạng này. Thì lúc đó các bạn cũng đừng hoang mang nha. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh trước xem như thế nào. Đó, các bạn sẽ click vào cái phần UEFI nè. Đó, các bạn sẽ rơi chuột vào đây. Các bạn sẽ tích vào đây. Đó, sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần Apply nè. Đó, các bạn sẽ sau khi nó phần app này nó sẽ xuất hiện một bảng thông báo, thì các bạn sẽ tích vào cái OK. Đó, sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần exit nè. Rồi chúng ta sẽ xem kết quả nha. Rồi, thì khi lần đầu chúng ta chỉnh mod lại lần đầu, nó sẽ thường hay xảy ra cái tình trạng nè, nó sẽ đâm xanh như vậy nè. Thì lúc đó các bạn cũng đừng có hoảng sợ hoặc hoang mang gì nha, cứ cho nó khởi động lại là nó sẽ boot win. Như vậy là cái ổ nó đã nhận rồi đó các bạn. Lúc nãy là nó boot vô là nó không nhận nha. Rồi, như vậy là nó đã boot vào được đó các bạn. Rồi, nếu như mà nó gặp tình trạng này, nó vô mà nó cái màn hình đen như vậy, thì các bạn sẽ nhấn giữ nút nguồn nha. Đè giữ nút nguồn luôn. Các bạn đè giữ khoảng 10 đến 15 giây cho máy tắt hẳn, đèn nó sẽ tắt hẳn hết nè. Đó, sau đó các bạn sẽ bật nút nguồn lại. Các bạn sẽ cho nó boot và win lại nha. Rồi, như vậy là nó đã boot vào trong rồi các bạn. Thì khi mà nó sai những cái mod rồi, nó khi mà khởi động lại, nó có thể nó sẽ mất một thêm một vài thao tác để nó vào Windows nha bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tắt, mình sẽ bật lại cho bạn xem.
Rồi bây giờ mình sẽ bật lại nè. Rồi như vậy là nó đã vào pin rồi nha các bạn. Vậy mà chúng ta đã fix được thành công cái lỗi mà không nhận ổ cứng nha. Rồi thì video đến đây cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thấy cái video này hay và hữu ích thì hãy cho mình like. Và các bạn đừng quên nhấn chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất trên kênh của mình nha các bạn. Một lần nữa cho phép mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin cảm ơn.